Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 8 tại Vũ Hán có dông bão và gió giật mạnh, gió giật cục bộ đạt cấp 12. Video đăng tải trên mạng cho thấy gió mạnh ở Vũ Hán khiến bầu trời tối sầm. Nhiều người dân cho biết họ bị đánh thức bởi tiếng gió húc lúc nửa đêm. Vào sáng ngày 21 tháng 8, Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo màu da cam về dông bão và gió giật mạnh. Một cư dân mạng đã đăng một video trên Weibo với nội dung: phim về thảm họa thời tiết ở Vũ Hán ngày 22 tháng 8 có bao nhiêu người bị gió đánh thức vào buổi sáng. Đoạn video cho thấy những đám mây đen đang bao trùm thành phố Vũ Hán, nhanh chóng tràn về phía xa. Một cư dân mạng khác đã quay video về cơn gió mạnh cho thấy gió mạnh phát ra những âm thanh gầm rít và cây cối bị quật đổ dữ dội và dường như chúng không thể đứng vững. Một số cành cây bị gió mạnh bẻ gãy, nằm rải rác trên mặt đất. Cư dân mạng nói đùa, nếu bạn nhạy cân, bạn nên cẩn thận để không bị thổi bay khi ra ngoài. Bạn có thức dậy vào buổi sáng vì gió mạnh không? Nhiều cư dân mạng bày tỏ họ cảm nhận được sức mạnh của cơn gió mạnh. Tôi cảm nhận được, tôi dựa vào mép vực, cánh cửa khách sạn đã bị đóng sầm vào sáng sớm. Tôi nghĩ ai đó đang cậy cửa, phải mất rất nhiều công sức mới đóng được cửa sổ hành lang. Tôi bị đánh thức vào nửa đêm bởi tiếng lùa ầm ầm réo rắt, nó làm tôi sợ muốn chết. Tôi không thể đi ra ngoài trong mưa gió bão bùng và bây giờ trời không mưa nhưng cuối cùng thì trời cũng mát mẻ. Theo xếp hạng thời tiết, lúc 8 giờ ngày 22 tháng 8 của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương tỉnh Hồ Bắc thuộc Vũ Hán đã hứng chịu lượng mưa lớn và Hồ Bắc chiếm 6 trong số 10 trạm có lượng mưa lớn, đó là Anh Sơn, Lạc Thiên, Tân Châu, Hoàng Phì, Vũ Hán và Ưng Thành. Đài Quan sát Khí tượng Trung ương đã đưa ra một cảnh báo sớm. Dự kiến từ 8 giờ ngày 22 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8 ở khu vực phía Đông Bắc và Trung Nội Mông, Tây Nam Hắc Long Giang, Cam Túc, Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Bắc Hà Bắc, Nam Hà Nam, Trung và Bắc An Huy, Giang Tô, Bắc Hồ Bắc, Bắc Chiết Giang và Đông Bắc Tứ Xuyên. Ngoài Vũ Hán, Hồ Bắc, rông lốc và gió giật mạnh từ cấp 8 trở lên cũng đã xảy ra ở nhiều nơi tại Hà Nam. Đài Quan sát Khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo đối lưu mạnh màu xanh lam vào ngày 21 tháng 8, dự kiến từ 14 giờ ngày 21 tháng 8 đến 12 giờ ngày 22 tháng 8, ở Trịnh Châu, Khai Phong và những nơi khác sẽ có dông và gió mạnh trên cấp 8 hoặc mưa đá có đường kính từ 30mm trở lên, sức gió cục bộ có thể đạt cấp 10 trở lên. Đài Quan sát Khí tượng tỉnh Sơn Tây đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam về dông bão và gió mạnh vào ngày 21 tháng 8. Một số khu vực như Thái Nguyên, Lâm Phần, Lục Lương, Kim Trung, Tấn Thành, Trường Trị và Dương Tuyền sẽ hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh, mưa lớn hoặc mưa đá trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 8, 12 tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc sẽ có dông bão, gió giật mạnh hoặc mưa đá cấp 8 đến cấp 10 và mưa lớn ngắn ngày ở 18 tỉnh, thành phố. Mưa đá to bằng quả trứng đã xuất hiện ở Thượng Hải. Cùng ngày, 18 tỉnh, thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tân Cương, Tứ Xuyên hiện có nền nhiệt cao từ 35 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Vào chiều ngày 22 tháng 8, Thượng Hải mưa đá đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo ở Trung Quốc đại lục. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải hoặc đăng tải hình ảnh video quay cảnh Thượng Hải hứng chịu mưa đá. Trong video, dù là trên đường, dưới sân nhỏ của một gia đình hay bãi đậu xe của một cộng đồng, bạn đều có thể thấy những hạt mưa đá rơi xuống. Mưa đá đập vào cửa sổ, kính ô tô, cây cối, mặt đất. Hình ảnh được đăng trên Internet cho thấy những hạt mưa đá mà người dân nhặt được có kích thước bằng quả trứng. Theo The Paper, cư dân mạng cho rằng trận mưa đá lớn nhất lần này có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo mưa đá màu cam vào lúc 12 giờ 42 phút trưa ngày 22 tháng 8. Dự kiến trong vòng 2 giờ tới, Bảo Sơn, khu vực phía Bắc của thành phố trung tâm Gia Định, Minh Hằng, thành phố Tùng Giang, Trùng Minh và những nơi khác có nhiều khả năng hứng chịu mưa đá cục bộ. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh được cập nhật thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Hiện tại, Thượng Hải có nhiệt độ cao màu cam, sấm sét màu vàng, mưa bão màu vàng, gió mạnh màu vàng và cảnh báo mưa đá màu cam nằm ở mức cao. Ngoài Thượng Hải, 11 tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc sẽ có từ 8 đến 10 cơn dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá, cảnh báo màu xanh lam về thời tiết đối lưu mạnh từ Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Đại lục vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8 cho biết. Từ 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 đến 2 giờ chiều ngày 23 tháng 8 sẽ có 8 đến 10 cơn dông và gió giật hoặc mưa đá ở các khu vực phía Đông và Trung Nam,
Tây Nam Hắc Long Giang, Tây Cát Lâm, Đông Bắc Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Tây và Trung Bắc Hà Bắc, Đông và Tây Bắc Bắc Kinh, Thiên Tân, phía Bắc Sơn Đông, Trung Tâm Chiết Giang và Đông Nam Quảng Tây. Có lượng mưa lớn ngắn hạn ở 18 nơi, bao gồm khu vực Hà Đào của Nội Mông và các khu vực Trung và Đông, Tây Nam Hắc Long Giang, Tây Cát Lâm, Nam và Tây Liêu Ninh, Đông Bắc Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Bắc và Đông Sơn Đông, Nam Giang Tô, Chiết Giang, Trung và Nam Phúc Kiến, Tây Bắc và Trung Tâm Quý Châu, Vân Nam, Trung và Nam Quảng Tây, Tây Quảng Đông và đảo Hải Nam. Dự kiến thời kỳ chính của thời tiết đối lưu mạnh là từ chiều ngày 22 tháng 8 đến rạng sáng ngày 23 tháng 8. Đồng thời, 18 tỉnh thành phố bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải đang trải qua thời tiết nhiệt độ cao vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Đài quan sát khí tượng trung ương của đại lục đã đưa ra cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao. Dự kiến trong ngày 22 tháng 8, Bắc Kinh, miền Trung và Nam, Hà Bắc, hầu hết Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Thượng Hải, Hồ Bắc, hầu hết Hồ Nam, hầu hết Giang Tây, Chiết Giang, hầu hết Phúc Kiến, lưu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, phía Tây Nội Mông, Trung và Bắc Ninh Hạ, Tân Cương, Chu Phan và phía Đông lưu vực Nam Tân Cương sẽ có thời tiết nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C. Trong số đó, các khu vực địa phương như phía Bắc Trùng Khánh và Chu Phan ở Tân Cương có thể lên tới 40 độ C. Trước đó, ngày 21 tháng 8, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô có thời tiết đối lưu mạnh, nhiều cây cối, biển báo giao thông bị đổ, trong thành phố xuất hiện lốc xoáy. Đoạn video cho thấy một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện giữa hai tòa nhà, giống như tình tiết trong phim, nhiều người qua đường kinh hãi hét lên, có lốc xoáy. Từ tối đến nửa đêm đầu tiên của ngày 21 tháng 8, dông bão và gió mạnh xảy ra ở hầu hết các khu vực của Nam Kinh, kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều cây cối và biển báo giao thông bị gió mạnh quật ngã nhưng không có thương vong. Theo Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Nam Kinh, một số đoạn đường ở Nam Kinh đã xảy ra lũ lụt ngắn hạn nhưng đã được xử lý kịp thời và không gây ảnh hưởng lớn đến giao thông. Trong cơn dông và gió giật mạnh tại thành phố đã có 598 cây xanh bị đổ, 1.200 cành gãy, 85 vật thể khác bị đổ, hư hỏng một số phương tiện. Tính đến 7 giờ ngày 22 tháng 8, toàn bộ đã được thu dọn và xử lý xong. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, một số đường dây 10 kV trên địa bàn thành phố đã bị sự cố. Sau khi công ty cấp điện Nam Kinh gấp rút sửa chữa trong đêm mưa, đến 2 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tất cả các đường dây bị lỗi đã được cấp điện trở lại. Vào chiều ngày 23 tháng 8, Uy Hải, Sơn Đông và những nơi khác gặp phải thời tiết đối lưu mạnh với gió, mưa và mưa đá dữ dội. Đoạn video cho thấy mưa lớn và mưa đá trút xuống, gió mạnh hú và nước trên mặt đất. Mưa xối xả kết hợp với gió mạnh thổi bay cây cối và một lượng lớn sương mù nổi lên che khuất tầm nhìn. Mái hiên của một số doanh nghiệp kinh doanh nhà ở bị tốc mái, kính chắn gió của ô tô cá nhân bị đập vỡ gây hư hỏng các phương tiện. Vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 8, Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo sét màu vàng bị ảnh hưởng bởi xoáy lạnh trên cao. Dự kiến Liêu Thành, Đức Châu, Tế Nam, Truy Bắc, Thái An, Duy Phường, Hà Trạch, Tế Ninh, Tảo Trang, Lâm Ấp và Nhật Chiếu sẽ có thời tiết đối lưu mạnh từ chiều đến đêm ngày 22 tháng 8. Kèm theo sấm sét rõ rệt và gió giật cục bộ cấp 7, cấp 9, cấp 10, cấp 11, có mưa đá cục bộ và mưa lớn ngắn ngày. Hôm nay, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu gay gắt. Dự báo từ 8 giờ ngày 22 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, có 8 đến 10 cơn dông và gió giật mạnh hoặc mưa đá ở các khu vực phía Đông Nam Sơn Tây và Nam Sơn Đông. Đài quan sát đưa ra cảnh báo thời tiết đặc biệt cho thấy dông bão gần cửa sông Châu Giang có thể ảnh hưởng đến Hồng Kông trong 1 hoặc 2 giờ tới, nhắc nhở người dân cảnh giác. Theo đài quan sát, một dạnh áp thấp sẽ di chuyển trên vùng biển Quảng Đông và khu vực phía Bắc Biển Đông trong 2 hoặc 3 ngày tới, khoảng thời gian này sẽ có mưa và dông lớn. Dự báo dạnh áp thấp sẽ di chuyển vào đất liền vào đầu tuần tới. Đồng thời, vùng biển phía Nam Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của luồng không lưu Tây Tây Nam. Thời tiết khu vực nắng nóng nhưng vẫn có mưa rào vài nơi, ngày mai sẽ có lúc mưa. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ, gió Nam đến Tây Nam nhẹ đến trung bình. Dự báo trong 1 hoặc 2 ngày tới, có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Mưa rào sẽ giảm dần vào đầu tuần tới và thời tiết sẽ nóng. Cục khí tượng Macau đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Dự báo mưa sẽ tiếp tục và sẽ có lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Người dân được khuyến cáo nên tránh các hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động ở các khu vực bị ngập lụt, đồng thời chú ý theo dõi các tin tức mới nhất từ các cơ quan thời tiết, giao thông, đường bộ và giáo dục. Vào lúc 23 giờ 10 phút, đài quan sát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng cho biết mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ hơn 30 mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến sẽ xảy ra trên diện rộng ở Hồng Kông
và mưa có thể tiếp tục ngập úng xảy ra ở một số vùng trũng thấp, thoát nước kém. Cảnh báo về mưa lớn ở một số khu vực như Thái Mạo Sơn ở quận Thiên Vạn đặc biệt lớn và mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra. Đài quan sát đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng được hủy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Một dải rông bão đã di chuyển từ cửa sông Châu Giang đến Hồng Kông vào tối nay. Đài quan sát đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 11 giờ 10 phút tối trong 2 đêm liên tiếp. Cục khí tượng Macau đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ sớm hơn 20 phút so với Hồng Kông. Gần nửa đêm, đài quan sát đã đưa ra cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực cho thấy mưa ở Thái Mạo Sơn ở quận Thiên Vạn đặc biệt lớn và mưa lớn với lượng mưa hàng giờ hơn 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!